Các tàu Trung Quốc bao vây và đâm vào tàu của cảnh sát biển Việt Nam là biểu hiện của quấy rối hung hăng. Không có gì nghi ngờ rằng Trung Quốc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng này. Đó là lời chỉ trích của Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đối với Trung Quốc. Trong thông cáo báo chí được công bố hôm qua trên trang web chính thức, ông McCain cũng khẳng định việc Trung Quốc đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là trái luật quốc tế và Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về cách hành xử hiếu chiến của mình. Tuyên bố của ông McCain theo sau một loạt những phát ngôn cứng rắn của Mỹ trước những động thái mới nhất của Trung Quốc trên Biển Đông. Rạng sáng nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã một lần nữa ra tuyên bố khẳng định tình hình căng thẳng hiện nay tại Biển Đông là đều bắt nguồn từ phía Trung Quốc. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào Biển Đông là vô cùng nguy hiểm. Nó có thể dẫn đến những tính toán sai lầm và kéo theo các hành động khiêu khích khác, làm gia tăng căng thẳng. Trong khi đó, tờ South China Morning Post cuối tháng 4 đăng bài bình luận của Phó giáo sư Mike Rose thuộc Đại học Trung văn Hồng Kông cho rằng lập trường của Trung Quốc không có chỗ đứng trong dư luận quốc tế. Thậm chí ngay cả những nước mà Trung Quốc coi là bạn cũng kiên quyết phản đối tuyên bố chủ quyền trên. Theo chuyên gia này, cái gọi là đường chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc đưa ra để đòi chủ quyền hầu hết Biển Đông, không thể đứng vững trên cơ sở lịch sử và pháp lý. Ngoài ra, về mặt địa lý, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa gần với Việt Nam hơn nhiều so với Trung Quốc đại lục.